bên chủ của hội đồng hương anh hớt thì tổ chức công cảm thì là công đầy đủ vì là mỗi người gia đình có một cái việc trên. Thì hôm nay thì cũng như là Tùng ở nhà đó thì bác thì vân bác cho được cho vân nên hồi Tùng thay mặt là tổ chức cái cuộc ở đây rất là tuyệt vời. Thì mà thấy chuẩn bị ngày 20 tháng 10 thì cùng gia đình trong hội đồng hương anh hớt là có những cái món quà tinh thần để tặng những em phụ nữ là một bữa ăn thôi và những bộ ăn rất tươi đẹp. Chúc cho bốn chị em phụ nữ tại em ngoài hôm nay được mặt một tỷ có đã tạo tay tay mặt ở đây để chúc những chị em phụ nữ hôm nay sẽ vui vẻ luôn hạnh phúc bên gia đình. Điều đặc biệt nhất là luôn quan tâm đến chồng và thiếu chồng rất là nhiều nhá. Phải không? Phải chưa được. Thôi anh ơi, đừng có chút được.